Phật tử mà cứng đầu á là khỏi nói đi xuống địa ngục hết đa số. Lý do là vì thà làm một người bình thường, không có hợp, không có cộng tác chung với mấy ông thầy quốc danh thì đâu có tạo nhiều nghiệp. Con nên nhớ nghe, nó cũng y như cái luật đời mình vậy đó. Con mà đi chung với người xấu, con cũng bị tội chung á, cảnh sát nó bắt con đúng không? Thì bên đời mình cũng vậy. Thì cái loại cà gù cà gật là đi xuống địa ngục đồng chung với mấy ông thầy. Còn cái loại con chiên thì khỏi nói rồi. Loại chiên là bước cứng đầu với là cũng lì cũng cỡ, không có khác gì với loại cà gù cà gật. Thì những thành phần đó sẽ không có hợp với Phật Di Lặc. Ngài không có tiếp được. Tại vì nói chuyện không có nghe mà. Thì thôi phải chờ thêm dài, đi vô sở thú đi, chờ vài nghìn năm sau, vài chục nghìn năm sau. Giống như sư phụ nó bây giờ hàng có hàng mười mấy, sư phụ ơi, tới rồi, tới nghe. Như sư phụ nói là những cái linh hồn mà bây giờ đang lẩn quẩn ở đây á, là gấp 10 lần mình, là 8 tỷ người, mình là 8 tỷ, thì họ gấp mấy chục lần mình. Gấp 10 lần á. Thì những người đó họ đang đợi để họ trở lại làm người, hay là họ đang đợi để giờ thiên đàng? Họ đang đợi cái hội Long Hoa. Họ đang đợi sau khi Đức Phật Di Lặc với Đức Thầy xuất hiện, sư phụ đọc bản phong thần á, thì họ mới được biết là cái kết quả của họ được cái gì. Thiệt thì họ cũng đang chờ bản phong thần. Cho nên còn bây giờ á, nói gì nói, cái đó là cái cuối cùng để phán xét là bản phong thần. Lần hai thì là họ cũng biết được cái thời đại này là có sư phụ. Trời ơi, ma mày không biết, nó có ngủ thông khôn lắm. Thôi anh tới anh nghe sư phụ.